Lợi dụng mạng xã hội, đối tượng Nguyễn Văn Dũng, trú xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã lập tài khoản giả mạo là người bán sầu riêng rồi chiếm đoạt tiền của khách mua hàng đi trả nợ tiêu xài. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã khởi tố và bắt tạm giam điều tra đối tượng này với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, vào đầu tháng 3 năm 2024, Nguyễn Văn Dũng sử dụng tài khoản Facebook có tên Văn Dũng đăng tải nhiều bài viết có nội dung mua bán sầu riêng nhằm mục đích khi có người liên hệ mua, Dũng sẽ đưa ra thông tin gian dối để kiếm đoạt tiền. Ngày 8 tháng 3 năm 2024, một người phụ nữ trú tại thành phố Tam Kỳ đã liên hệ thông qua tin nhắn Messenger để đặt mua 81 kg sầu riêng các loại. Dũng yêu cầu người phụ nữ này phải thanh toán toàn bộ tiền sầu riêng thì mới chuyển hàng. Để tạo lòng tin, Dũng đã gửi nhiều hình ảnh trái sầu riêng qua tin nhắn cho người mua. Người phụ nữ trên đã hai lần chuyển tiền cho Dũng với tổng số tiền 15 triệu 520 ngàn đồng. Sau khi nhận được tiền, Dũng chặn tài khoản Facebook và Messenger của người phụ nữ trên, sau đó rút toàn bộ số tiền này đem trả nợ và tiêu xài cá nhân mà không giao sù riêng như thỏa thuận.